Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ cho anh em cái cách chăm sóc những chú chim của mình, cái mùa thay lông làm sao để cho con chim của anh em nó có một bộ lông sạch, nó ra được bộ lông khỏe đẹp nhất nha mọi người. Cái điều đầu tiên á, mà khi anh em thấy con chim của anh em nó xuống lông á, thì anh em nên tổ áo lông lại nha. Anh em nên tổ áo lông 24/7 luôn. Anh em treo ở một cái vị trí nào đó mà nó mát mẻ, nó thoáng gió, nó yên tĩnh, để cho con chim của anh em nó được yên tĩnh, nó được thoải mái, nó được mát mẻ để nó xuống lông cho nhanh hơn nha mọi người. Và cái việc thứ hai là anh em tuyệt đối là không cho chim kè đấu nhau nha. Cái mùa thay lông là anh em tuyệt đối không có cho chim đấu kè đấu nữa, và anh em không có cho phơi nắng luôn nha mọi người. Anh em cứ treo trong nhà tủ lại để cho anh chim nó thay lông thôi. Anh em cũng, nếu như mà anh em nuôi cắm đấu thì anh em cũng chuyển về cắm dưỡng nha, tránh tình trạng mọi người để cắm đấu mà mọi người để cho anh chim thay lông luôn thì nó không tốt, tại vì trong cắm đấu cái thành phần nóng nó nhiều thì làm dẫn đến cái con chim nó ra lông, nó nóng thì nó ra lông, nó còn nó giữ lửa thì nó ra lông chậm. Nên anh em chuyển qua cắm dưỡng, tại vì trong cái thành phần cắm dưỡng á, thì nó có những cái thành phần mát giúp cho con chim của anh em nó xuống lông nhanh hơn và nó sẽ ra được một bộ lông đẹp khỏe hơn. Và anh em tuyệt đối không cho ăn sâu nha. Có nhiều anh em chim được 70-80% anh em cho sâu để vô lửa sớm để con chim nó ôm lông á, thì theo mình là không nên. Tại vì trong cái thành phần của sâu thì thành phần nóng mà. Nên anh em mà cho con chim của anh em ăn sâu sớm á, thì dẫn đến cái tình trạng là con chim của anh em nó sẽ bị khô lông và nó sẽ bị sâu lông nha. Là khi đó bộ lông của con chim của anh em nó sẽ rất là xấu, nó sẽ sơ sát và nó không được đẹp. Nên tốt nhất cái mùa thay lông khoảng tầm 3 đến 4 tháng anh em chăm á, nếu mà con chim nào nó rớt lông nhanh thì tầm 3 tháng, còn chim nào rớt lông chậm hơn thì tầm 4 tháng. Thì trong vòng 4 tháng đó anh em không tắm nắng, không cho kè đấu, không cho anh những đồ nóng. Anh em cứ cho anh những đồ mát, nhất là mấy loại trái cây mát như là cam nè, cà chua, thanh long, đu đủ. Đó, bốn loại trái cây mát chính như vậy thì anh em cứ thay đổi cho anh chim của anh em nó ăn thôi. Thì con chim của anh em nó ăn cắm mát với lại là nó ăn những cái đồ mát như vậy thì lúc mà nó thay lông xong thì nó sẽ có bộ lông rất là đẹp nha mọi người. Và theo mình á, thì lúc mà con chim của anh em khoảng tầm 70% lông trở lên á, thì anh em mới nên cho ăn cào cào nha. Tại vì lúc này thì anh em cho ăn cào cào thì sẽ giúp con chim nó hấp thu nhiều chất dinh dưỡng hơn để giúp cái bộ lông của nó được đẹp khỏe hơn nha mọi người. Và tùy anh em, có nhiều anh em cho trứng kiến cũng được, nhưng mà trứng kiến thì vừa phải thôi nha, tại vì trong trứng kiến cái lượng dinh dưỡng nó cũng khá là cao á. Nhiều cái con chim nó ăn xong rồi mai này nó không có cho nó ăn, nó lại không có chơi nha mọi người. Nên cái gì nó cũng vừa vừa thôi, chứ đừng có cho ăn nhiều quá. Cho ăn nhiều quá thì đâm ra nó sẽ không có tốt. Còn ví dụ như cái mùa thay lông, lâu lâu anh em 1 tuần 2 tuần anh em cho ăn một lần thì cũng ok, không có vấn đề gì cả. Đó, thì đó là những cái cách của mình chăm lông cái mùa thay lông cho những chiến binh của mình nha. À quên nữa, ví dụ như anh em tắm thì anh em theo mình là 2 ngày tắm một lần, vệ sinh lông cho nó sạch sẽ, chứ tránh tình trạng nhiều anh em nghe người ta nói là để 1 tuần chim lông trong lồng 1 tuần để con chim nó xuống lông nhanh hơn. Theo mình nghĩ như vậy là không có tốt, tại vì anh em để càng lâu thì phân rồi lông của nó ở trong lồng rồi này kia nó bốc mùi, thì khiến con chim lúc mà cái con chim thay lông á, thì nói chung là nó đã đưa những cái chất dinh dưỡng nó vào bộ lông mới để nó nuôi bộ lông, thì nó sẽ sức đề kháng của nó sẽ yếu hơn. Nên lúc mà anh em vệ sinh lồng 1 tuần mới vệ sinh lồng thì trong cái lồng thì anh em biết rồi, chất thải của chim thì nó rất là hôi, thì dẫn đến cái con chim nó sẽ không được khỏe đâu nha mọi người. Nên tốt nhất theo mình thì anh em cứ 2 ngày anh em thay bố lồng, tắm rửa cho chim,
để chim nó sạch sẽ, nó thoáng mát. À, lúc mà anh em tắm rửa xong, anh em bổ sung trái cây mát thì con chim nó cũng sẽ rất lông rất là nhanh, nên anh em cứ yên tâm, chứ đừng có nghe người ta nói rồi để con chim 1 tuần là theo mình nghĩ là tiêu con chim của anh em luôn á. Thì đó là những cái cách của mình để giúp cho anh em chăm những chiến binh của mình có một bộ lông thật là đạt. À, chúc anh em chăm những chiến binh của mình thành công nha. À, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nha.